nè, nó cắt hồi nãy đất sình nó giống như bên đây nè. Đó, cái này là cá cùng hả? Rồi cái này nhìn thì thấy ở đây nè, nghe một cái đùng là bắt đầu hai tụi em chạy ra ngoài, vừa chạy ra là bắt đầu cửa nó bung ra là nước đá nó trôi ra ngoài hết, đá bị bung là mấy gốc cây rồi nó trôi ra hết, là bắt đầu chạy ra ra ngoài là lấy cái đưa cái đầu lóc qua đây để đây nè. Xịt rễ.